Vâng, xin chào bác đến với kênh Kiên Sạp. Và những video lần trước thì em giới thiệu qua bác cái dòng check Series 7. Thì hôm nay em về được một chiếc check Caliber 7 model của 2020. Đây là một mẫu dòng check thương hiệu Mỹ rất là nổi tiếng rồi. Đây là một dòng Mountain Bike, một dòng địa hình. Thì như các bạn biết thì nói đến địa hình Mountain Bike thì không thể tránh được tránh những dòng thương hiệu check rất là nổi tiếng. Đây là một mẫu địa hình Mountain Bike 5 model 2020 và được thiết kế với bộ khung dòng địa hình đổ đèo rất là chắc chắn luôn nhá. Caliber 7, các bác lên trên mạng để tham khảo thêm. Và đây em xin chào đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, trên khung hình các bác đây, các bác chỉ cần tra mã model của dòng Google check Caliber 7 thì ra những cái hãng xem vừa quay cho các bác xem đây. Đây là hãng check thương hiệu Mỹ. Đây là website chính hãng của xe Caliber 7. Đời này cao cấp hơn những cái đời dòng series nữa nhá. Đây là dòng Caliber. Đây là tông màu đỏ của xe Caliber 7. Và xe hiện tại có giá bên thị trường nước ngoài theo em được tìm hiểu thì có giá là khoảng tầm 1.100 đô. Em ước áng áng chừng khoảng trên 20 triệu. Đấy. Trên 20 triệu. Đây là những bộ chuyển động của xe. Các bác lên trên mạng tham khảo thêm. Và đây là mỗi model của mới năm 2020. Đấy. Các bác chỉ cần lên trên mạng tra chữ check Caliber 7 và vào trang website chính hãng của dòng thương hiệu check đầu tiên của trang web. Đây là chiếc màu đỏ nhé. Còn bên em về là chiếc màu xanh, có giá rất là cao. Vâng, và đây cũng là website của thương hiệu Mỹ đây. Các bác nhìn rõ cờ Mỹ nhá các bác nhá. Website chính hãng của Mỹ, checkbysol.com.us. Vâng, xe được đời cao, vẫn được chạy bộ với dây âm sườn. Làm khung xe làm từ hợp kim nhôm. Khi nhắc đến thương hiệu check thì không thể nói đến dòng địa hình đổ đèo, một hãng thương hiệu rất là nổi tiếng, được tất cả các động viên trên toàn thế giới ưa thích. Đây là mẫu check Alpha Aluminium Caliber 7 năm 2020. Tổng thể xe đánh giá là từ 85% trên 85%. Xe còn những cái dòng xe mà lắp qua sử dụng của thương hiệu dòng địa hình thì không tránh khỏi những cái vết xước sắt nhỏ như khung xe đó nhá. Vì đây là một mẫu dòng địa hình đổ đèo. Đồ rất là tốt nhá, đồ của tất cả đồ thương xe là đồ của Bontrager. Đồ thương hiệu Mỹ nó toàn phần luôn các nhá. Bên dưới là có design Winwonder, Winclation của USA, thương hiệu Mỹ đây. Khác luôn trên khung xe đạp. Tem chính hãng của bản sao xe. $1.000 cơ bác ạ. Đây là mẫu của em vừa quay bác xem đây. Caliber 7, dòng check Alpha Aluminium mà em vừa cho bác xem. Đây là một chiếc màu xanh bên em mới về. Chạy dây âm sườn. Và như các bác biết thì những video trước em đã giới thiệu qua thì thương hiệu check này gắn liền với những cái thương hiệu của dòng phụ kiện của dòng Bontrager. Đây, Bontrager, biểu tượng của Bontrager đây. Cũng là thương hiệu rất là nổi tiếng, là thương hiệu Mỹ. Tất cả là làm từ nhôm siêu nhẹ và rất là bền chắc chắn. Đây là một thương hiệu dành riêng cho thương hiệu check Bontrager về linh phụ kiện của dòng xe địa hình, đứng đầu với linh kiện của dòng xe địa hình luôn. Tay lắm của Decke, tay lắm chuyên dòng địa hình luôn nhá, thương hiệu chuyên địa hình. Xe được trang bị với củ đà Shimano Acera, tay đề Shimano Acera, phanh dầu thủy lực của chính hãng Shimano, ghi đông cũng là của Bontrager luôn nhá. Đằng trước có biểu hiện của
logo của con Charger đây. Bên tay phải em được trang bị với 3 tầng lip của Shimano Acera. Đằng sau xe được sử dụng bộ phanh dầu chính hãng của Shimano, phanh dầu thủy lực. Đằng trước khung xe thì biểu tượng của logo thương hiệu hình chiếc khiêng của Trek, phanh dầu. Và thương hiệu phanh dầu của Trek đi gắn liền với cũng là một thương hiệu nữa là của Dockshop, một thương hiệu Mỹ. Toàn bộ trên khung xe, đồ đạc lên phụ kiện của xe hầu như là đều của Mỹ hết. Cặp vành chính hãng AT650 của con Charger rất là cao cấp luôn các bác nhé. Đây là một mẫu vành mà rất là hiếm khi bên em về, mẫu dòng mẫu vành của con Charger của thương hiệu Trek với cái model AT650 rất là cao cấp. Bánh của con Charger luôn, bánh con Charger đấy. Lốp xe tăng, lốp lổi, kích thước lốp xe tăng, cài lốp xe tăng đây, còn rất là mới nguyên bản theo xe. Đùi đĩa của Shimano, đùi đĩa Shimano các nhá. Cộng yên của Bon Charger chính hãng bản theo xe. Và đây, chiếc yên này là chiếc yên mà yên xe bánh nó rất là cao, nên chiếc yên của Gen Vianto RS. Đây là chiếc yên cao cấp của Ryan mà dành riêng cho những cái dòng xe cao cấp từ hiện tại. Chiếc yên này rất là đắt giá các nhá. Đằng sau xe được sử dụng với phủ đề của Shimano Acera, trang bị với 9 tầng lip chính hãng của Shimano nguyên bản theo xe, rất là cao cấp. May ở vành chính hãng của Bon Charger nguyên bản theo xe. Vành đằng sau được sử dụng bộ vành AT650 nhá, rất là cao cấp. Lốp 6 bo lốp của Bon Charger đấy, lốp nguyên bản theo xe. Toàn bộ xe được sử dụng đây, Bon Charger lốp XR1 đấy, lốp cao cấp của những dòng Bon Charger hiện tại. Đây là model của Trek Alpha size level 7 mà em vừa đánh giá tổng thể cho bác xem đây, các bác lên trên mạng để tham khảo thêm về cái mẫu model mới nhất tại hiện tại. Đây là mẫu Lan 2020 nhé. Vâng, xe có chiều cao size đứng của xe là size 44. Vâng, xe sẽ là các bác từ trên 1m65 đến trên 1m7. Vì đây là một mẫu xe địa hình đổ đèo của những vận động viên chuyên nghiệp, thì giảm cái tốc độ ma sát của xe, đâm ra là xe trang bị với cặp lốp rất là cao, cao hơn so với những dòng địa hình thông thường khác, để tránh va đập khi các bác ngồi đây nhé. Vâng, và bây giờ em xin vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe được trang bị với 9 tầng lip của Shimano chính hãng bản thân xe lên lip này. Đây là một mẫu dòng địa hình Sleeper, X-Sleeper 7 năm model 2020 xuống lip, rất là cao cấp các bác nhá. Toàn bộ xe là toàn bộ là thương hiệu Mỹ toàn phần. Trang bị 3 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, chuyển động rất là mượt mà và trơn tru. Vâng, và xe giá rất tốt bên em là 7.900.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác là quan tâm đến đây, em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Một hẹn các bác vào chương ngày mai.